Đây là một bộ phim hoạt hình ngắn Trung Quốc tuyệt vời, với yếu tố hình ảnh độc đáo và phong cách dân tộc nguyên bản. Nó đã giành được giải thưởng cao nhất trong phần nghĩa trang của giải thưởng hoạt hình Tokyo lần thứ 11. Phim ngắn mô tả tỉ mỉ khung cảnh sinh thái nguyên thủy của miền Bắc Thiểm Tây và đầy đủ với phong cách Trung Hoa nguyên bản và mạnh mẽ. Trong một hang động đổ nát với hai đường mũi to thò ra, Ogoji trèo lên bếp tìm đồ ăn, thấy xung quanh chẳng có gì, anh chỉ biết hét lên về điều mình đang làm. Bố muốn ăn, nhưng ở nhà đã sớm, không mở được nồi, bố đưa cho ông bát canh trong và nước ông đã để dành để uống. Nhưng cảm giác chỉ như uống nước để đỡ ông. Nó chẳng làm dịu đi cơn đói trong bụng tôi chút nào, Awuzi hét lên và vẫn đói. Người anh cả nhanh chóng mắng anh và nói rằng cả anh và bố đều chưa ăn gì. Cuối cùng, người cha không đành lòng nhìn hai đứa con đói khát nên đã ra lệnh cho hai anh em dắt con lợn đen duy nhất của gia đình đến thị trấn để bán vào ngày mai, rồi đến một nhà hàng để no bụng khi chúng ăn no. Quay lại, để giúp con lợn đen nặng hơn, nó có thể được bán với giá tốt hơn khi cân. Hai anh em đưa hết số thức ăn kiếm được ở nhà cho lợn đen. Egwa nhìn con lợn đen đang ăn thịt hạ và gọi nó là con lợn ngu ngốc nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vui mừng. Mặt trời mọc chiếu sáng vùng hoàng thổ hoang tàn và hoang vắng này, hai anh em cũng cưỡi con lợn đen có hoa đỏ và bắt đầu một cuộc hành trình dài đến quận lỵ. Nhìn con đường núi hiểm trở không có điểm dừng, người đàn ông cũng có chút đi được mấy tiếng, hai đứa ngã xuống đất thở hổn hển. Bé thứ hai thậm chí còn nằm dưới đất nghỉ ngơi. Bé lớn thấy thương em mình nên nhanh chóng lấy ấm nước ra đun nước, thân thể và quan hệ tình dục. Đối với đứa bé thứ hai, người em không khách sáo chút nào, anh bưng ấm nước lên uống một cách say sưa đến lượt anh uống trong ấm chỉ còn giọt cuối cùng đúng lúc họ đang cảm thấy tuyệt vọng một chiếc máy kéo của cùng làng đang hướng tới quận lỵ tình cờ chạy trên đường và họ đã may mắn bắt được một chuyến sau một hành trình dài gập ghềnh cuối cùng cả hai cũng đến được thị trấn nhỏ huyền thoại như họ mong muốn quận trấn tuy nhỏ nhưng cũng là nơi giàu có nhất trong vòng trăm dặm giàu nghèo trên lệch rất lớn nhìn dòng người náo nhiệt cùng đủ loại phương tiện qua lại bọn họ cảm thấy kỳ lạ và hưng phấn Chiếc loa hình ngôi sao năm cánh cũ nát và rỉ sét liên tục phát ra khẩu hiệu sinh ít con và nuôi nhiều lợn, phản ánh chân thực nhất về cuộc sống thời đại này. Edward vào thị trấn lần đầu tiên trong đời. Anh ấy có vẻ rất tò mò về mọi thứ xung quanh mình. Tiếng hát mạnh mẽ của Chin Opera đã mở ra cánh cửa cho anh khám phá thế giới, điều khiến anh phấn khích nhất chính là vô số món ăn ngon xung quanh. Nhìn vẻ mặt mọi người đang đãi tiệc, đôi mắt nhỏ của Edward sáng rực lên, cậu bé hào hứng hét lên với anh trai rằng khi bán được con lợn đen sẽ ăn ba bát lớn để thỏa mãn cơn thèm của mình lợn cũng có tưởng tượng về lợn khi đi ngang qua một quầy bán búp bê lợn đen nhìn thấy con lợn đốm đang nằm ở giữa cảnh tượng hai người kết hôn lập tức hiện lên trong đầu anh sau đêm tân hôn anh thậm chí còn nghĩ đến việc sinh vài con lợn con sau một hồi tìm kiếm cuối cùng anh em cũng đến được trạm thu mua lợn mà họ hằng mong đợi Edward bước đi vui vẻ chạy về phía trước nhưng khung cảnh trước mặt đột nhiên thay đổi sắc mặt nhìn xung quanh có những con lợn béo nằm trên mặt đất với những bông hoa đỏ rực và héo rũ nhìn về phía hàng đợi trước mặt xếp hàng dày đặc không biết phải đợi bao lâu, giữa cửa là một người đàn ông đang cân nặng. Tôi thấy anh khéo léo vận hành đĩa cân để ghi trọng lượng của con lợn, tuy tốc độ rất nhanh nhưng tiến độ vẫn rất chậm. Chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt anh em mang con lợn đen lên sân khấu, nhưng khi họ loay hoay đẩy con lợn lên đĩa cân thì ông to lớn lấy khăn lau mồ hôi trên mặt và rồi nói: "Ha, ha, ha, ha ha." Hai anh em dường như đã mất hết sức lực chỉ với một lời nói nhẹ nhàng như vậy của con côn trùng sọc đen, nhưng họ không thể làm gì được. Anh chỉ có thể tiếp tục bất lực chờ đợi. Nhưng vào lúc này, con lợn đen vẫn tiếp tục có một giấc mơ khiến anh mê mẩn. Trong giấc mơ, anh và lợn đốm sống một cuộc sống hạnh phúc, một tiếng hét lớn đã khiến anh trở về thực tại. Con lợn đen run rẩy, Vivi lại trèo lên cân, sợ hãi và căng thẳng đến mức không khỏi suy nghĩ. Đang muốn nói ra, hai anh em nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy khó chịu, qua vội vàng cầm lấy cành cây đánh vào mông con lợn đen, nhưng chẳng giúp được gì cả. Nhiều cảm xúc khác nhau của con lợn đen đan xen vào nhau, khiến cái đuôi của nó lập tức dựng thẳng lên chuẩn bị cho một đòn cực mạnh hai anh em không còn quan tâm đến điều gì khác nữa bọn hắn cùng nhau lao tới cố gắng vùng vẫy cuối cùng nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại tai họa của lợn đen sau khi được thả ra lợn đen lộ ra vẻ mặt hài lòng còn hai anh em bị xịt thì chóng váng tại chỗ lời nói tiếp theo của đại hán khiến hai người như bị xét đánh tám nghìn tám trăm tám mươi tám ăn không đủ một hạng nhất hay hạng hai không đủ sao hạng hai chưa đủ tại sao hạng hai chưa đủ 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 bóng bạn có muốn tôi về nhà chơi nhanh không hai anh em gục xuống ngay lập tức Đứa bé thứ hai há miệng hú lên ầm ĩ, như thể giấc mơ ngọt ngào mà cậu chờ đợi cả thế kỷ đã trôi qua. Heo đen bỗng hưng phấn, đi tới đi lui để an ủi em trai, hai người bọn họ dường như biết mình may mắn trốn thoát được. Nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của lợn đen, Eqwa chỉ giận dữ đá nó một cái rồi lau nước mắt rồi quay người đi về nhà. Heo đen vui vẻ dẫn bọn họ nhanh chóng tiến về phía trước, lại đi ngang qua các quầy bán đồ ăn. Eqwa sụt sịt, vẻ mặt bất đắc dĩ và bất lực. Không biết tôi đã đi được bao lâu nhưng với cái tác của Edward, câu chuyện đã lật ngược tình thế. Muốn hiểu rõ mọi chuyện, anh lại tràn đầy sinh lực, cưỡi lợn đen trên đường về nhà, theo sát là Gia A, người cũng thở phào nhẹ nhõm, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, họ cũng có niềm vui trong gian khổ theo đuổi, như miễn là trái tim của họ nhiệt huyết vẫn không hề suy giảm và niềm hy vọng đang ở ngay trước mắt chúng ta. Một bộ phim hoạt hình ngắn chỉ hơn 10 phút ở miền Bắc Thiểm Tây mô tả một cách sinh động phong tục tập quán của thời đại đó, phản ánh chân thực chân thực về thời bấy giờ. Phim ngắn mô tả những vất vả, cay đắng đằng sau biết bao con người nhỏ bé dù than thở rằng cuộc sống của con người không hề dễ dàng nhưng chúng ta hãy luôn biết ơn cuộc sống mới mà chúng ta có được trong thời hiện đại so với họ nỗi đau khổ của chúng ta không phải là đau khổ